Đây là số RT của Thái chuẩn bị giao nha bà con. Giao hết rồi con ơi, mấy con hết trơn. Nguyên hàng giao hết rồi. Đang chuẩn bị giao. Cho luôn hả? Đó, có. Đây là số hàng RT chuẩn bị giao nha bà con. Mẫu RT Vino. Đây là số RV RT nha bà con. Đầy đủ. Bị chơi RT phải không? Rồi xúc RT ra hết nha. Rồi. Đây là đội ngũ giao hàng của công ty nha anh em. Đây. Bị dây là tên nha bà con. Alo. Dạ đúng rồi anh. Mua gì anh? Dạ đi 24 hả chị? Có chị. Là 8,5 triệu chị. Dạ. Dĩa đâu? Là gió hả chị? Gió chứ. Đi 24 hả? Để em coi em còn nước hay gió ta. Để em coi thử coi. 24 phải không? Chị ở đâu lận? Chị ở đâu? Sông Đốc hả? Sông Đốc là An Giang hả ta? À, bao hả? À, à, để em hỏi coi. À, cái để vô coi còn chị hỏi chị mấy? 15 hả? Rồi để mà chuyển với bên của khách hàng cái anh. Rồi chuyển em đi. Dạ. Alo. Còn á chị. Còn luôn chị ở đâu? Đây là 5 hội tốt.
đây chuẩn bị giao đây. Đủ rồi. Đây là cửa hàng nhà nha bà con. Đủ rồi. Nó tự nó xây là mình phải điều chỉnh. Alo. Lấy rồi. Rồi. Giao nghe tê bà con. Đây về cửa hàng nhà. Alo. Dạ đúng rồi anh. Nó xem ba còn 3T84 anh. Còn cái anh phải qua nửa tháng nữa mới cấm nhập rồi, bình thường là có hàng. Nói trung bình là khoảng 10 triệu trở lại anh. 80% cho lên luôn. Sóc Trăng còn 3T thì bán trên Sài Gòn nha. Dạ mua tiền em gửi về Sóc Trăng. Dạ. 49 Quốc Lộ 3 phường 7 anh. Anh coi YouTube em không? Rồi giờ em mở coi đem đang phát trực tiếp đó, có máy móc đầy đủ. À thấy không? Dạ đúng rồi. Rồi rồi. Rồi rồi. Rồi có gì alo ha. Đây là số hàng giao nha bà con. Về cửa hàng nhà rồi, chào bà con, hẹn gặp lại bà con.